Bạn nghĩ ai hay thứ gì là thợ săn mồi hiệu quả nhất trên trái đất? Đó không phải là sư tử, cá mập, đại bàng hay chó sói. Hàm răng sắc nhọn, tiếng gầm lớn, móng vuốt khổng lồ và vẻ ngoài đáng sợ không tự động biến một loài động vật trở thành thợ săn giỏi. Chỉ số chính thể hiện tính hiệu quả của một con quái thú nằm ở khả năng bắt mồi thành công. Ví dụ, cứ 4 lần nỗ lực thì mới có một lần sư tử bắt được bữa tối của mình, trong khi cá mập chỉ thành công trong một nửa số lần tấn công con mồi. Sói và đại bàng phải nỗ lực rất nhiều để đảm bảo bắt được bữa ăn của mình. Tuy nhiên, có một sinh vật luôn đạt được thành công trong các cuộc đi săn của nó, đó là chuồn chuồn. Hơn 90% số lần nỗ lực bắt mồi của nó đều thành công. Nếu chuồn chuồn có kích thước to bằng những con chim ưng khổng lồ, chắc chắn chúng sẽ thống trị phần trên cùng của chuỗi thức ăn trên hành tinh của chúng ta. Nhân tiện, thời xa xưa loài côn trùng này thậm chí còn lớn hơn nhiều, nhưng chúng ta sẽ thảo luận về điều đó sau. Bây giờ, hãy cùng tìm hiểu xem điều gì khiến chuồn chuồn lại săn mồi hiệu quả đến vậy. Một trong những yếu tố chính góp phần giúp chúng đi săn thành công là tốc độ và khả năng cơ động. Chuồn chuồn sở hữu một trong những đôi cánh hiệu quả nhất thế giới. Chúng có thể bay lơ lửng trên không, đổi hướng chỉ trong vài giây, dừng lại, bay lùi và thậm chí di chuyển theo vòng tròn. Ngược lại, hãy xem xét về các loài chim. Chúng mất khoảng 1 giây hoặc hơn để cất cánh. Có thể trông chúng rất duyên dáng khi bay, nhưng lại thiếu khả năng cơ động. Chim không thể dừng lại nhanh chóng hoặc đổi hướng một cách dễ dàng. Chuyển động của chúng trơn tru nhưng lại khá hạn chế. Ngược lại, chuồn chuồn có 4 cánh, 2 cánh ở phía trước và 2 cánh ở phía sau. Và những cánh này có thể chuyển động độc lập với nhau. Chỉ 3 cú sải cánh, chuồn chuồn có thể đạt tốc độ 50 km/h, tương đương với tốc độ trung bình của ô tô chạy trong thành phố. Ngoài ra, chuồn chuồn có khoảng cách phanh ngắn. Nếu một chiếc ô tô bình thường dừng lại đột ngột khi đang chạy ở tốc độ này, nó sẽ trượt vài mét trên đường. Ngược lại, chuồn chuồn có thể dừng lại đột ngột bất cứ lúc nào mà khoảng cách phanh gần như không đáng kể. Với khả năng vượt trội này, chuồn chuồn có thể bay vút lên, lao xuống và thực hiện những cú xoay 360 độ, khiến chúng trở thành những thợ săn khó nắm bắt mà không con mồi nào có thể trốn thoát. Chà, có 10% số con mồi thoát được. Tuy nhiên, chỉ riêng đôi cánh hiệu quả thôi là chưa đủ nếu chuồn chuồn thiếu đi một bộ não hoạt động linh hoạt. Hầu như tất cả các loài côn trùng đều dựa vào khứu giác và xúc giác trong quá trình săn mồi. Ví dụ một con nhện đang đứng yên trên mạng của nó. Nó phát hiện bất kỳ sự tiếp xúc nào với những sợi tơ mỏng manh và xác định vị trí của con mồi thông qua các rung động. Ngược lại, chuồn chuồn chủ yếu dựa vào thị lực đặc biệt của chúng. Họ có thể tập trung vào mục tiêu giống như con người, hoàn toàn không quan tâm đến những yếu tố gây nhiễu bên ngoài. Hãy tưởng tượng bạn đang ở trong một căn phòng lớn có vô số TV treo trên tường, mỗi TV chiếu một bộ phim khác nhau. Giữa sự hỗn loạn, bạn phát hiện ra bộ phim hài yêu thích của mình và có thể tập trung vào nó, bỏ qua âm thanh và hình ảnh trên các TV khác. Một con chuồn chuồn cũng có khả năng tương tự. Nếu quan sát thấy một đàn muỗi vo ve bay theo nhiều hướng khác nhau, nó có thể tập trung vào một con muỗi duy nhất và theo dõi chuyển động của nó. Con muỗi sẽ không thể ngụy trang trong đám muỗi đồng hành cùng nó. Trung tâm bay vận động của chuồn chuồn nằm trong ngực của nó. Tương tự như tủy xương, trung tâm này nhận tín hiệu từ não và truyền đến các chi. Ngoài ra, não của chuồn chuồn được kết nối với ngực của nó. Khi con vật tập trung vào mục tiêu, 16 tế bào thần kinh tạo thành một chuỗi, qua đó tín hiệu truyền từ não đến cánh. Khả năng liên lạc nhanh chóng này sẽ hướng dẫn các cánh trong quá trình bay, đảm bảo chúng có thể bắt được mục tiêu đã xác định. Con chuồn chuồn nhìn chằm chằm vào con muỗi rồi tính toán quỹ đạo bay thế nào để chặn đứng con muỗi. Nếu có sự cố xảy ra, chuồn chuồn có thể điều chỉnh chuyển động của cánh trong khi bay. Đôi mắt chiếm phần lớn thể tích của đầu chuồn chuồn và bao gồm hàng nghìn thấu kính nhỏ. Chúng có thể nhìn được gần như 360 độ xung quanh mình. Và một số loài chuồn chuồn có tầm nhìn xa đến khoảng 12 mét. Đây có vẻ không phải là một khoảng cách xa, nhưng khi so sánh với con người, chuồn chuồn có thị lực tuyệt vời bất chấp có kích thước nhỏ bé. Ngoài ra, một số loài chuồn chuồn còn có khả năng nhìn được tia cực tím. Chúng có thể nhận thức rõ ràng môi trường xung quanh và duy trì sự tập trung vào mục tiêu, duy trì góc nhìn trong suốt chuyến bay. Ngay cả khi gặp phải gió hoặc mục tiêu thay đổi vị trí, chuồn chuồn vẫn giữ nguyên góc nhìn trên con mồi trong khi điều chỉnh đôi cánh của nó cho phù hợp với đường bay mới. Tất cả những khả năng này cho phép những con côn trùng này bắt được con mồi trong 95% trường hợp săn mồi. Chúng săn muỗi, bướm đêm, bướm, ruồi và thậm chí cả những con chuồn chuồn khác. Chân của chúng khỏe và có gai, giúp chúng có thể kẹp chặt con mồi. Tuy nhiên, việc sở hữu những lợi thế này không khiến chúng trở thành kẻ săn mồi chính trong tự nhiên. Chuồn chuồn có thể trở thành con mồi của cóc, chim, cá và thậm chí cả rùa. Vì chúng chủ yếu bay qua đầm lầy, ao và hồ, nên không phải lúc nào chúng cũng có thể phát hiện ra kẻ săn mồi đang bơi lên từ dưới nước sâu.
Chúng có thể dễ dàng trở thành bữa tối cho các loài chim trong khi bay hoặc bị mắc vào mạng nhện. Tuy nhiên, chuồn chuồn sẽ có ít kẻ thù hơn nếu chúng giữ được kích thước lớn như 300 triệu năm trước. Trước khi khủng long lang thang trên trái đất, những con bọ có cánh xải dài khoảng 0,7 mét đã bay vút lên không trung. Chúng được gọi là những con chuồn chuồn khổng lồ, giống như những con chuồn chuồn có kích thước bằng con quạ. Một bầy quái vật như vậy có thể dễ dàng làm gián đoạn bữa tiệc nướng của bạn. Tôi nghĩ chúng ta sẽ cần một cái vỉ lớn hơn. Trong thời tiền sử, lượng oxy trong bầu khí quyển nhiều hơn bây giờ 9%. Côn trùng hấp thụ oxy thông qua các ống thở chuyên dụng, có chức năng thay thế cho phổi. Độ bão hòa oxy cao đã giúp chúng phát triển to lớn trong hàng triệu năm. Tuy nhiên, trọng lượng khá nặng nề khiến chúng không thể di chuyển và bay nhanh như các loài côn trùng ngày nay. Chuồn chuồn khổng lồ là loài côn trùng bay vụng về. Khoảng 150 triệu năm trước, lúc mà tôi còn chưa xuất hiện, côn trùng bắt đầu giảm kích thước. Điều thú vị là nồng độ oxy trong khí quyển không thay đổi. Có điều gì đó đã ảnh hưởng đến sự phát triển của các loài bọ. Và các nhà khoa học tin chắc rằng những loài côn trùng đó bắt đầu nhỏ đi khi những loài chim lớn thời tiền sử xuất hiện. Chuồn chuồn khổng lồ trở thành con mồi dễ bắt trên bầu trời và quá trình tiến hóa buộc chúng phải giảm kích thước để tăng khả năng cơ động. Chúng trở nên nhỏ hơn nhưng kỹ năng bay của chúng được cải thiện đáng kể. Bây giờ, hãy cùng xem xét một loài côn trùng khác có khả năng bay đặc biệt, ruồi nha. Loài bọ khó chịu này bay quanh phòng, làm gián đoạn giấc ngủ của bạn. Bạn có thể muốn đập nó bằng một chiếc dép hoặc một tờ báo, nhưng điều đó thật khó khăn vì khả năng chú ý và tốc độ phản ứng của con ruồi tốt hơn bạn gấp nhiều lần. Hãy tưởng tượng hai vận động viên nhào lộn, một người thực hiện các pha nguy hiểm và nhào lộn táo bạo trong vòng tập thể dục, còn người kia thực hiện động tác đó dưới nước. Người nhào lộn dưới nước di chuyển chậm hơn nhiều, với những động tác có thể dự đoán được và có vẻ nặng nề so với các động tác thực hiện trong phòng tập thể dục. Bạn giống như người nhào lộn dưới nước khi đối phó với con bọ khó chịu. Mặc dù bạn có thể cố gắng tấn công nhanh, nhưng đối với con ruồi, tay bạn di chuyển nhanh như một quả bóng bay rơi xuống đất. Và con ruồi nhìn rõ hơn bạn nhờ có hàng nghìn cơ quan thụ cảm thu nhận ánh sáng xung quanh nó. Bạn căng cơ và di chuyển mắt để nhìn thứ gì đó ở bên cạnh. Nhưng con ruồi không cần phải làm điều đó. Nó nhìn thấy mọi thứ cùng một lúc. Nếu bạn nghĩ rằng bạn đã lẻn vào mà không bị chú ý thì bạn đã nhầm. Nó nhìn thấy bạn và sẵn sàng cho bất kỳ cuộc tấn công nào. Tương tự như chuồn chuồn, ruồi có thể thay đổi tốc độ và hướng, giảm tốc độ và tăng tốc. Nó cũng có thể tính toán quỹ đạo của bàn tay bạn. Khi bạn vẫy một tờ báo để đập nó, con ruồi sẽ tính toán điểm va chạm và cơ thể của nó ngay lập tức, chuẩn bị cho một động tác né tránh. Theo một cách nào đó, nó có thể né đòn tấn công ngay cả trước khi bạn tấn công. Hãy tưởng tượng, nếu ruồi và chuồn chuồn tăng kích thước trong khi vẫn duy trì tốc độ và phản ứng của chúng, chúng ta có thể nói nhân loại sẽ phải đối mặt với những vấn đề nghiêm trọng. Và bạn có biết tại sao ruồi lại yêu quý bạn nhiều đến vậy không? Bởi vì cơ thể bạn giống như một bãi đất trống rộng lớn với thức ăn miễn phí. Bạn tiết ra mồ hôi, trong đó có chứa nhiều món ngon, protein, muối, carbohydrate và nhiều hóa chất khác. Con ruồi tiêu thụ tất cả, đồng thời không nhận thấy bất kỳ mối đe dọa nào từ bên ngoài. Chắc chắn có một người khổng lồ đang từ từ vẫy những bàn tay to lớn, nhưng đó có phải là lý do để bỏ qua bữa tiệc không? Dĩ nhiên là không.